Thằng nó mấy cô? Hả? Nó 4. Chào Nguyễn Viết Huy, chào năm người đang xem, cho tất cả anh em nhá. Ok. Nhìn bọn này lại nhớ ngày xưa còn bé tí. Anh em em chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Anh em nhìn toàn những tay vật nhí. Rất siêu. Toàn lớp 4, lớp 5 đây, bé tí. Chào Thức nhá, chào Vin, chào tất cả anh em nhá. Anh em thấy hay chưa? Kia là thầy Tuấn Anh nhá. Đấy. Vô. Sao rồi? Ui. Kia thầy Tuấn Anh nhá anh em nhá. Bé chưa, nó bé mà đánh hay chưa? Lúc 2, lúc 3 mà đánh hay chưa? Sao à? Ý. Chào Nghiêm Đình Hà, chào anh em nha. Siêu nhí. Nghiêm thích chưa? Có ai thích em, có ai thích em dạy cầu lông không? Ở đây có ai thích học cầu lông không? Có ai đang xem thích học cầu lông không ạ? Hè ở đấy. Ít rồi. Siêu chưa? Sơ rồi. Đẳng cấp chưa? Giống em ngày xưa anh ơi. Giống ý em ngày xưa em bé tí như này. Ngày xưa em bé như này luôn. Nhưng bây giờ to rồi. Sơ rồi. Hay quá nhỉ. Anh Tuấn Anh huấn luyện nó mấy năm nữa rồi đánh chết. Đấy, đố đánh chết được thầy đấy, đố đánh chết được ai, cố lên, đập mèo. Có em ơi, đánh chết thầy cho 10.000 được. Bật chân lên. Ok chào anh em. Anh em có ai thích học cầu lông không nhỉ? Hè rồi anh em có ai có thích học cầu lông nhỉ? Em ship rồi ạ. Em ship rồi anh ơi. Ok lớp mấy rồi cô? Lớp 3 nhá. Lớp 3 mà đánh hay chưa anh em? Nói chung là giờ này chắc anh em đang đi chơi. Em đi cầu rồi. Nhìn này rất giống mình ngày xưa nhá. Ai mà hè sắp tới mà muốn học cầu lông thì chuẩn bị đợi em nhá. Em sắp chuẩn bị dạy cầu lông ấy. Ai muốn học cầu lông thì yếu lắm, không có hơi. Đập há mồm lấy hơi. Thấy chưa? Thầy Tuấn Anh dạy là đập phải há mồm lấy hơi. Há mồm ra hít hơi vào ông này hô lên. À mất. Hù. Sao rồi? Không đập chết được thầy à? Đập chết thầy cho 10.000. Chết đập đánh chết được không? Cứ đập chết thầy cho 10.000. Chơi không? Đây là đây với gọi Momota này. Anh em ạ. Xong rồi. Mới nhìn chú. 10.000.
Ok, ai thích học cầu lông không? Rồi. Em chào 60 người xem nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Sắp hè rồi, ai muốn học cầu lông thì đợi em nhá. Bật chân lên. Đấy, không phải đơn giản đâu. Xua, mới lớp 2, lớp 3 rồi đánh quá kinh. Hay chưa? Mẹ bé như mình ngày xưa. Úi xời, chật chưa? Có ai muốn solo với cu này không? Đây cho anh em xem. Thôi bye bye anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Em đi dạy cầu đây. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Sắp hè rồi, ai muốn học cầu lông thì nhắn tin em nhá. Em đi dạy đây. Bye bye.